Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, 24 giờ qua thì nắng nóng vẫn xảy ra ở các tỉnh miền Trung. Một số nơi nhiệt độ đạt trên 38 độ như tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa 38,8 độ, Con Cuông, Nghệ An 38,3 độ, Vinh, Nghệ An 39,5 độ, Hương Khê, Hà Tĩnh 39,2 độ, Đồng Hới, Quảng Bình 39,3 độ và Đông Hào, Quảng Trị 38,7 độ. Trong 24 giờ tới thì nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trên diện rộng ở Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ 36 đến 39 độ, có nơi còn đạt trên 40 độ. Thời tiết khắc nghiệt này không những gây ra khó khăn cho đời sống sinh hoạt của người dân với tình trạng thiếu nước liên tục mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch. Quay trở ra về các tỉnh thành miền Bắc, sang đến ngày mai, giải mưa rông tạm thời suy yếu và vùng áp thấp nóng có điều kiện phát triển trở lại, nên những cơn mưa rông chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi. Ban ngày thì trời sẽ có nắng, có nơi có nắng nóng nhưng mức độ không quá gai gắt nhiệt độ cao nhất trên toàn vùng sẽ tăng lên mức từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên chỉ có mưa rào và rông ở vài nơi vào chiều tối và đêm. Tuy nhiên, thì người dân và du khách vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm trong mưa rông. Ban ngày trời nắng nhưng không quá oi bức nên rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch tham quan thắng cảnh rừng núi. Còn tại khu vực Nam Bộ, những nơi đạt mức nhiệt trên 35 độ chủ yếu tập trung ở khu vực miền Đông. Các nơi khác nhiệt độ phổ biến là từ 31 đến 34 độ. Gió tây nam trên khu vực chỉ hoạt động với cường độ trung bình đến yếu nên mưa hầu như không xảy ra nhiều về chiều tối. Dự báo những ngày tới thì thời tiết tại Bắc Bộ khá là mát mẻ do trời có nhiều mây và có mưa, trong khi đó thì các tỉnh thành miền Trung nắng nóng sẽ vẫn diễn ra trên diện rộng, đặc biệt là tại khu vực Trung Trung Bộ. Còn khu vực Nam Bộ thì do gió tây nam hoạt động yếu nên mưa chỉ diễn ra vài nơi về chiều tối, ban ngày trời vẫn có nắng nhiều. Do đó thì quý vị có thể lựa chọn những điểm du lịch tại Nam Bộ để tham quan và khám phá trong những ngày tới thưa quý vị núi cấm tại tỉnh an giang được xem là ngọn núi cao nhất của vùng thất sơn hùng vĩ nơi đây có những công trình kiến trúc tôn giáo quy mô với hệ thống cáp treo đã được đưa vào hoạt động từ đầu năm nay giúp nhiều du khách rút ngắn được thời gian lên tới đỉnh núi hơn nữa ngồi trên cabin cáp treo lơ lửng giữa bầu trời quý vị sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh rừng núi thiên nhiên mênh mông hùng vĩ Năm nay thì lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam An Giang được tổ chức từ 23 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, chung với kỳ nghỉ hè của sinh viên học sinh. Đây là cơ hội để du khách đến hành hương và cùng với bạn bè, người thân thỏa sức nghỉ ngơi thư giãn tại những địa danh nổi tiếng của vùng đất này. Thời tiết vùng du lịch trong đất liền hải đảo được dự báo tiếp sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với các điểm du lịch vùng núi Tây Bắc. Tại đây thì thời tiết là không mưa, ngày nắng nên ủng hộ cho các hoạt động ngoài trời. Tại Sapa, thì nhiệt độ ở vào khoảng là 18 cho đến 24 độ. Thành phố Tam Đảo nhiệt độ sẽ dao động từ 22 cho đến 29 độ và tại Điện Biên nhiệt độ phổ biến là từ 23 cho đến 34 độ. Thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng khô ráo hơn trong 24 giờ tới. Tại Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng, trời không mưa và ngày nắng, trưa chiều khá nóng. Nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 27 độ và cao nhất sẽ đạt từ 35 đến 36 độ. Còn đối với khu vực Bắc Trung Bộ, nắng nóng duy trì diện rộng. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 37 độ. Phong Nha, Cải Bàng, nhiệt độ sẽ đạt ở mức 28 đến 38 độ. Còn tại Huế thì nhiệt độ giao động từ 26 cho đến 36 độ. Đối với các tiệm du lịch miền Trung, phía Nam của đèo Hải Vân, tại khu vực Đà Nẵng và Hội An thì đêm không mưa, ngày còn nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng là 25 đến 26 độ và cao nhất dao động từ 36 cho đến 37 độ. Riêng tại Bà Nà thì trời không mưa và ngày có nắng, nhiệt độ sẽ duy trì ở mức từ 18 cho đến 28 độ. Thời tiết các điểm du lịch biển Nam Trung Bộ tương đối ổn định, mây thay đổi, có mưa vài nơi. Ở Vũng Tàu còn tại Nha Trang và Mũi Né thì trời hầu như không mưa, ngày có nắng giáo. Nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 28 độ và cao nhất vẫn giữ ở mức 32 đến 33 độ. Các điểm du lịch vùng cao Tây Nguyên, thời tiết duy trì trạng thái là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông. Trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Tại Pleiku, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 đến 31 độ. Buôn Ma Thuột thì nhiệt độ phổ biến là 22 đến 33 độ và Đà Lạt nhiệt độ là ở khoảng 15 đến 25 độ. Khu vực Nam Bộ trong đêm nay và chiều mai thì chỉ có mưa rào và rông vài nơi. Đề phòng trong cơn rông có tố lốc xoáy và gió giật mạnh. Ban ngày thì trời còn nắng và có nơi còn nắng nóng. Tại Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ cao nhất là 35 độ và thấp nhất ở vào khoảng là 27 độ. Riêng tại U Minh thì nhiệt độ duy trì ở mức là 26 cho đến 34 độ. Trên hai vùng biển phía Nam, thời tiết chỉ có mưa vài nơi, ban ngày thì trời còn nắng thổi nhẹ, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Côn đảo và Phú Quốc có mưa rào, nhiệt độ trong ngày từ 26 cho đến 33 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.